thấy là tôi không đem luôn. Cắt. Có dính không? Chờ lắm thật đấy. Buông ra. Giờ tháng 10 trời vẫn đổ mưa. Đoàn phim ơi, ta quay làm sao được. Trời ơi ông trời hãy hết mưa. Xuất khẩu thành bài hát cả nhà ơi. Đây là nỗi lòng của những người làm phim.